24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Trúc Huỳnh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, một đại diện quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố Bakhmut từ hướng Bắc và hướng Nam, phát động hàng chục đợt tiến công mỗi ngày. Chuẩn tướng Oleksiy Hromov, Phó Cục trưởng tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 13 tháng 4 nhận định, Nga tiếp tục mở các đợt tiến công tại khu vực trung tâm Bakhmut cũng như tìm cách bao vây thành phố từ phía Bắc lẫn phía Nam. Tin báo Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tình hình chiến trường hôm nay nói rằng quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi một số vị trí ở tiền tuyến Bakhmut sau khi Nga pháo kích dữ dội trong hai ngày trước đó. Tin báo Anh cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk khi các lực lượng chính quyền Nga và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã hợp tác tốt hơn. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí mà họ không giữ được. Cũng theo báo cáo này, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ được các quận phía Tây của Bakhmut. Trong khi đó, ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine cho biết lực lượng cố thủ tại Bakhmut vẫn có thể nhận lương thực, đạn dược và thuốc men, cũng như là sơ tán thương binh. Dù vậy, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận là Bakhmut đang đối mặt với tình huống khó khăn. Bộ Quốc phòng Nga trong báo cáo ngày 13 tháng 4 cho biết các đơn vị xung kích của Wagner tiếp tục giao chiến dữ dội để đẩy đối phương ra khỏi trung tâm thành phố Bakhmut. Lực lượng đổ bộ đường không Nga yểm trợ hai bên sườn các nhóm xung kích Wagner, ngăn Ukraine đưa các đơn vị tiếp viện hoặc là rút lui khỏi Bakhmut. Như thời gian qua, quý vị cũng đã biết, thì Ukraine được cho là đang chuẩn bị một cuộc phản công được lên kế hoạch từ trước và nhiều dự đoán về thời điểm bắt đầu cho chiến dịch này đã được một số bên liên quan đưa ra. Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov mới đây đã kêu gọi dừng đưa ra suy đoán về một thời điểm phản công cụ thể. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã cảnh báo rằng sẽ không có ngày thần kỳ cụ thể nào cho một cuộc phản công quân sự mà Ukraine đang được trông đợi sẽ phát động. Ông Oleksiy Danilov cũng kêu gọi mọi người ngừng đưa ra các suy đoán về thời gian diễn ra phản công. Viết trên mạng xã hội Twitter, lãnh đạo an ninh Ukraine tuyên bố, cuộc phản công của Ukraine vẫn diễn ra hàng ngày và lực lượng của Kiev đang hành động bình tĩnh, có hệ thống và nhất quán. Ông cho rằng, cơn cuồng thông tin về một ngày giờ cụ thể khi Ukraine sẽ mở chiến dịch lớn trên bộ là không có lợi cho các kế hoạch của lực lượng phòng vệ Ukraine. Vài ngày trước, ông Danilov cho hay có không quá 4 hoặc 5 người biết chi tiết về các hoạt động trong tương lai, đồng thời gợi ý rằng giới chức Ukraine đang cố tình đưa ra tuyên bố sai về thời điểm phản công nhằm khiến quân đội Nga và Điện Kremlin phải rối trí. Suy đoán và đồn đại về một cuộc phản công sắp tới đã lan truyền trong nhiều tháng, được thúc đẩy bằng các tuyên bố từ nhiều quan chức Ukraine và phương Tây. Vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov gợi ý rằng nó có thể bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5. Những ước tính đó đã được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lặp lại vào tuần trước khi ông tuyên bố rằng hoạt động phản công có thể bắt đầu trong vài tuần tới. Giới quan sát cho rằng Kiev có ý định tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn để giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Những vùng lãnh thổ đó bao gồm bán đảo Crimea, các tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông và Zaporizhia và Kherson ở phía nam. Nga đã sáp nhập 4 vùng này sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, theo các nguồn tin giấu tên nói với CNN, vụ rò rỉ các tài liệu mật bao gồm chi tiết kế hoạch của Washington ở Ukraine đã buộc Kiev phải sửa đổi một số kế hoạch cho hoạt động phản công. Vụ rò rỉ cũng khiến Lầu Năm Góc điêu đứng và hiện được cho là đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Về phần mình, Moscow cho biết đang tiếp tục theo dõi tất cả các thông tin liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc phản công được cho là chỉ đơn thuần là hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo trong trường hợp xảy ra tấn công quân sự vào bán đảo Crimea nói riêng, Nga sẽ đáp trả bằng mọi biện pháp, kể cả vũ khí hạt nhân. Trên các chiến tuyến, các đơn vị Ukraine thường xuyên tổ chức trinh sát và tung ra những đợt tấn công thăm dò để tìm hiểu hệ thống phòng ngự của Nga.
Tờ Washington Post mới đây đã đến gặp một số binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk và cho biết họ thường xuyên dùng máy bay không người lái để trinh sát hệ thống phòng không của Nga. Theo bài báo này, thì quân đội Ukraine đang tận dụng thời gian để chuẩn bị cho một cuộc phản công toàn diện trong lúc chờ đạn dược và khí tài hạng nặng từ phương Tây. Tờ Washington Post dẫn lời một trung tá Ukraine có mật danh là Thunder, người chịu trách nhiệm chỉ huy một tiểu đoàn xe tăng ở khu vực miền Nam Zaporizhia, nói rằng thời gian chờ đợi càng lâu thì ông càng lo lắng vì điều đó cũng có nghĩa là quân đội Nga càng có thêm thời gian để phòng thủ ngày càng chắc chắn. Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ tổ chức phản công của Ukraine? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau đây. Tờ Washington Post ngày 12 tháng 4 đưa tin cuộc phản công sắp tới của Ukraine đã bị trì hoãn do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm thời tiết, chậm trễ trong chuyển giao trang thiết bị quân sự và không đủ đạn dược. Cuộc phản công được dự báo từ lâu của Ukraine được coi là thời điểm quan trọng để nước này giành lại lãnh thổ từ tay Nga. Nếu không làm được điều này, Ukraine có thể sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Cũng theo Washington Post, các vụ rò rỉ tài liệu tình báo gần đây của Mỹ cũng đang làm phức tạp thêm vấn đề vì bộc lộ nhiều chi tiết về quân đội Ukraine, và điều này có khả năng buộc Kiev phải thay đổi kế hoạch phản công. Các nhiệm vụ trinh sát đang diễn ra ở vùng Donetsk để dò xét hệ thống phòng thủ của Nga, nhưng điều đó không có nghĩa là các đơn vị Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực. Để tiến hành phản công, các đơn vị quân đội Ukraine cần có thêm trang thiết bị hạng nặng, xe bọc thép và huấn luyện. Washington Post dẫn lời một đại úy người Ukraine đóng quân bên ngoài thị trấn Bakhmut nói các binh sĩ Nga đã gia cố kết cấu chiến hào và dùng bất kỳ vật liệu nào có thể, thậm chí cả rác. Độ xác thực của các tài liệu tình báo bị rò rỉ vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Các quan chức Ukraine nói các tài liệu mật bị rò rỉ chỉ là giả mạo. Các quan chức cấp cao của Mỹ nói với The New York Times rằng vụ rò rỉ đã thúc đẩy Lầu Năm Góc tiến hành điều tra. Hôm 6 tháng 4, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cho biết không quá 5 người biết chi tiết về các kế hoạch phản công của Ukraine. Trên thực tế, nhiều vũ khí mới do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã xuất hiện trên chiến trường. Hãng thông tấn RIA Novosti hôm 13 tháng 4 dẫn lời một chỉ huy đơn vị Nga nói xe tăng Leopard 2 đã được Ukraine đưa ra mặt trận ở khu vực Kherson. Theo nguồn tin này, binh sĩ Nga đã phát hiện và bắn hỏng một xe tăng Leopard 2. Do không thể kéo về căn cứ nên các binh sĩ Nga đã quyết định dìm xe tăng chiến đấu chủ lực này xuống một đầm lầy tại Kherson. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì đây được xem là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do phương Tây viện trợ bị phá hủy tại Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này thì chưa được kiểm chứng và không có hình ảnh nào để chứng minh. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận. Trong một thông tin khác, vào tuần tới, nhóm các nước đồng minh của Ukraine sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ hàng tháng để bàn về việc hỗ trợ Kiev. Được biết, ưu tiên trong lịch trình hội nghị này vẫn sẽ là vấn đề cung cấp đạn dược cho Ukraine để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã nói Washington dự kiến sẽ không công bố thêm bất kỳ gói viện trợ vũ khí nào cho Ukraine trước khi chính quyền Kiev triển khai được phản công vào mùa xuân hoặc là cả trong tương lai gần. Cụ thể ra sao? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng theo dõi video sau đây. Báo The New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ Washington dự kiến sẽ không công bố thêm gói viện trợ vũ khí mới nào cho Ukraine trước khi chính quyền Kiev triển khai đợt phản công lớn sắp tới. Theo quan chức Mỹ, hai gói viện trợ cho Ukraine được công bố vào ngày 20 tháng 3 và 4 tháng 4 sẽ là những đợt cuối cùng đến từ chính quyền Tổng thống Joe Biden trong tương lai trước mắt, dù Kiev vẫn yêu cầu thêm đạn dược và pháo. Quan chức này nói hai gói tài trợ đó là nỗ lực cuối cùng để củng cố sức mạnh cho Ukraine. Các lực lượng Kiev được cho là đang tiêu thụ đạn quá nhanh so với tốc độ cung cấp của đồng minh, dẫn đến việc kho vũ khí của Mỹ và các thành viên NATO khác giảm mạnh. Đây được cho là nỗ lực cuối cùng nhằm chuẩn bị cho lực lượng Ukraine trước đợt phản công sắp tới, bất chấp kêu gọi của chính quyền Kiev hãy tiếp tục viện trợ đạn dược và vũ khí. Ngày 4 tháng 4, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm pháo phản lực phóng loạt HIMARS và hệ thống phòng không Patriot. Còn gói ngày 20 tháng 3 trị giá 350 triệu đô la Mỹ, gồm HIMARS, lựu pháo, xe chiến đấu bộ binh Bradley. Washington và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên. Tờ The New York Times dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Matthias Morawiecki nói ông tin rằng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp can thiệp, Hàn Quốc sẽ đồng ý cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng cấp từ khoảng 50 quốc gia ở Đức vào tuần tới để thảo luận cung cấp vũ khí, trang bị cho Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với The New York Times rằng vấn đề đạn dược cho pháo binh và phòng không Ukraine dự kiến sẽ được ưu tiên trong lịch trình cuộc họp. Trong một thông tin khác liên quan đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine, thì mới đây Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine để giúp tăng cường sức mạnh cho không quân nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết đã tiếp nhận đề xuất từ Warsaw hôm 13 tháng 4 và cùng ngày Berlin cũng đã phản hồi yêu cầu này. Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức ngày 13 tháng 4 cho biết nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine để giúp tăng cường sức mạnh không quân cho nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết yêu cầu đã được Warsaw gửi đến Berlin hôm 13 tháng 4 và nhận được sự chấp thuận cùng ngày. Sau khi nước Đức tái thống nhất vào năm 1990, Berlin đã được thừa hưởng 24 máy bay phản lực MiG-29 từ Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức. Vào thời điểm đó, loại máy bay này được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới. Trong chuyến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ba Lan sẽ giúp thành lập một liên minh để các cường quốc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Ukraine muốn có các máy bay chiến đấu để đối phó các cuộc không kích của Nga. Nước này cũng đang hy vọng có thể tiến hành một cuộc phản công trong những tuần tới. Cho đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý gửi các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-16 tới Ukraine. Tuy nhiên, một số nước đã bắt đầu chuyển giao các máy bay phản lực MiG-29 cũ, loại máy bay mà Ukraine đang sử dụng. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị an ninh Biển Đen ở Bucharest của Romania, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, nên đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh cho Biển Đen. Đồng thời, ông nói đã đến lúc NATO nên tích hợp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Ukraine vào mạng lưới chung của các thành viên. Ông Kuleba nhấn mạnh rằng, Biển Đen là công cụ mang đến hòa bình và định hướng tương lai cho cả châu Âu. Đã đến lúc đưa Biển Đen về vai trò tương tự Biển Baltic, một vùng biển của NATO. Trước lời kêu gọi trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Biển Đen không bao giờ là biển của NATO. Như quý vị đã biết, hạm đội Biển Đen của Nga hiện đóng ở Crimea và ngày hôm qua đánh dấu một vết nhơ trong lịch sử của hạm đội này. Đúng một năm trước, ngày 13 tháng 4 năm 2022, khi hạm Moskva của hạm đội Biển Đen đã bốc cháy ngoài khơi, cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km, Moskva tuyên bố vụ cháy xảy ra do nổ kho đạn trên bon khiến con tàu hư hại nặng và tàu bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine thì khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình Neptune. Chuyển sang thông tin khác, sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã phải nhận nhiều đòn trừng phạt cả về kinh tế, chính trị lẫn ngoại giao. Nhiều nhà ngoại giao Nga ở các nước châu Âu đã bị trục xuất và trong diễn biến mới nhất, Na Uy là quốc gia phương Tây tiếp theo trục xuất nhiều quan chức Nga tại đại sứ quán ở Oslo với lý do họ là điệp viên. Ngày 13 tháng 4, Na Uy thông báo đã trục xuất 15 quan chức làm việc tại đại sứ quán Nga. Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, đây là các nhân viên tình báo nhưng hoạt động dưới vỏ bọc nhà ngoại giao. Moskva cho biết sẽ đáp trả động thái này. Khoảng 40 nhà ngoại giao Nga hiện đang làm việc tại Oslo, tức số lượng bị trục xuất chiếm hơn 1/3 tổng số. Đây là nước phương Tây mới nhất trục xuất các nhà ngoại giao Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Estonia, Hà Lan và Áo cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Na Uy cũng đã trục xuất 3 người Nga vào tháng 4 năm 2022. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ đáp trả các vụ trục xuất nhưng không nói rõ chi tiết. Trong khi đó, các quan chức tại Đại sứ quán Nga ở Oslo khi được hỏi về vụ trục xuất đã không đưa ra bình luận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14 tháng 4 của Báo Thanh Niên. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.